Một buổi sáng thời tiết rất mát mẻ và dễ chịu tại thủ đô Hà Nội. Và thay vì phải ngồi chờ đợi đăng ký ở một cơ quan đổi cấp giấy phép lái xe, thì tôi hoàn toàn có thể vừa ngắm cảnh dạo mát, vừa làm điều đó ở trên chiếc điện thoại của mình. Đó chính là một trong những điểm lợi ích của chữ ký số. Chữ ký số đã và đang trở thành một tấm giấy thông hành không thể thiếu của công dân thời 4.0. Để có thể sở hữu một chữ ký số cho riêng mình, người dân cần trải qua các bước xác thực tương tự như thẻ ngân hàng hay chứng khoán, cung cấp căn cước công dân, định danh điện tử. Mọi thủ tục chỉ mất chưa đầy 5 phút. Tức là cái thuận tiện là mình có thể ở bất kỳ nơi nào mình có thực hiện được các cái thủ tục hành chính công. Ví dụ như mình đi dạo phố hoặc là mình ngồi quán cà phê thì mình đều có thể mình thực hiện được cái nội dung này. Cái độ bảo mật, thứ nhất là độ quyền riêng tư của mình là an toàn, cảm thấy yên tâm. Thứ hai là cái độ tiện lợi khi mà đi thực hiện các dịch vụ công ở bên ngoài thì cảm thấy rất là nhanh chóng, cảm thấy thoải mái và không phải chờ đợi xếp hàng. Hiện nay Bộ Thông tin và Truyền thông đã xác nhận 23 đơn vị tại Việt Nam có thể cung cấp chữ ký số cho công dân như VNPT, Viettel, FPT hay BKAV. Danh sách những đơn vị này có trên cổng thông tin điện tử của Bộ là mic.gov.vn. Thì cái việc thay thế cái việc hồ sơ giấy bằng chữ ký số nó sẽ giúp cho người dân tiết kiệm cái thời gian phải đến các cái điểm giao dịch và đảm bảo được cái tính an toàn của các cái đăng ký của công dân. Cho đến thời điểm này, trên cả nước đã có hơn 2 triệu chữ ký số được thiết lập, trong đó chữ ký số doanh nghiệp chiếm 70%, chữ ký số cá nhân chiếm 30%. Gian hàng cấp miễn phí chữ ký số cho công dân sẽ được diễn ra ở bờ hồ Hoàn Kiếm trong 2 ngày cuối tuần 8 và 9 tháng 4.